Buổi sáng ngày hôm nay mới sáng sớm thì bác ba dọn dẹp nhà cửa gì lau bàn ghế gì mà bày ra ngoài trước quá trời quá đất luôn. Sáng làm gì quá trời luôn rồi. Ở nhà chuẩn bị ăn Tết hả? Dọn sạch sẽ chứ thức dài hết lưng chân này. Cắt đại con sữa ra đây. Chứ nông hải rồi, cắt đi. Nấu xấu gì vậy? Nấu gì anh nấu? Đi cắt đi. Anh tha cho đi cắt bỏ hả? Mẹ nó nghe mặt nó sợ, nó sợ cắt đó. Ngủ à. Chán ông bà rửa nhà ăn Tết. Làm hủ cho hủ tới trưa quần áo giặt sẵn luôn. Còn mình cha ăn cả. Hủ vậy là mai rồi. Ừ, biết chưa. Đây xe đạp này ai mang bỏ đây đây. Mày chiếc xe đạp mày là ổng giục cái mương hả? Ổng giục cái mương á. Mày không nói ai giục mà. Ổng giục anh giục đó. Ổng giục. Ở đây là mấy cái miếng bình tích hay là miếng chén này nè cô chú anh chị. Mày bắt ba đập bể chân. Con vậy? Này cái này cái bình nó gì anh đập bể chân luôn vậy? Sáng một trăm nó chạy uống nó rớt bể rồi. Bình nó ăn đào cũng đập bể sẵn rồi, nó nứt rồi, bể luôn đi. Cứ bả cái ra ba la rồi mà. Làm ghế ăn rửa, người ta rửa kệ ta. Thì cái tình hình này không xong rồi cô chú anh chị, thì chắc có thể là đưa bác ba đi bệnh viện Tiền Giang quá. Thì nghe bác bà gái nói là từ hôm tới giờ là bác ba không có ngủ luôn, thức suốt luôn. Này cô chú anh chị nhìn thấy đó, bác ba có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ luôn nha. Rồi cái máy tôn ở trên đây là không biết sao mà bác ba cũng tưới nước ướt nhẹp hết trơn, vòng vòng nhà tưới nước ướt nhẹp hết trơn luôn. Cái thùng bê của bác ba thì dục xuống dưới mương luôn, còn giấy tờ rồi bài rồi cái giấy mà tiêm vaccine đó bác ba xé tùm lum tùm la hết trơn luôn, xé bỏ quá trời của chú anh chị. Cái giấy tiêm vaccine của anh xé bỏ luôn hả? Thấy bỏ ngoài sân kìa. Chích mấy năm trước hả? Mà xem mắt bà đi ra đi vô nè. Thôi con thằng này đi vô lao làm sao? Vô lao rửa luôn hả? Rửa anh rửa nhà, không anh để nhà. Anh rửa anh lấy cái đồ lau anh lau thôi chứ anh tạt nước vô nó hư cái tủ lạnh luôn á. Anh lấy đồ lau chứ để lau. Này có nước có chổng anh chồng vô nó bị hết đó.
Rửa nãy giờ mệt rồi hả? Mấy cậu vô chuyện qua em cho anh uống thuốc bổ mà bác ba. Ngủ nó ngủ rồi, tới 6 giờ mới thức. 6 giờ sáng hả? À, thức xong rồi anh rửa bàn ghế đó hả? Vì bàn ghế cát không rửa thì rồi dọn vô chưa rửa là mà cổ cái đoạn mới rửa sơ sơ cái đất chưa rửa anh chị thật rồi. Rồi mà nói anh ngủ tới sáng là sao mệt? Dán dọn dẹp nè, biết đi chiều đi về ngoài nè. Sáng có ăn sáng chưa? Chưa nữa. Giống ăn mì đi hả làm? Vợ đi cắt cỏ lâu quá mới đi cắt phụ đó. Bạn đi uống vậy. Thôi em uống để mới uống ngoài bà mà chín ở ngoài á. Mấy cô chú anh chị nhìn thấy đó, bác bà làm sao mà bỏ gác quá trời bỏ đất luôn. Cái tình hình này không ổn rồi cô chú anh chị. Ở dưới đây anh đừng có xối nước, xối nước nó hư cái tủ lạnh đó. Đâu có xối đâu bao cô mà. Sữa anh mua quá trời luôn vậy đó hả? Người ta không cho chứ không mua đâu. Mà cái giấy ngân hàng được rồi anh bỏ đâu rồi cho em mượn lại em giữ cho. Trời ơi tao bỏ mà luôn để em khủng nó dục mày mày ngộ rồi trời. Mất nó chết tao vào. Hả? Đưa đây em giữ cho, để thôi người ta lấy mất á. Mình có anh đâu. Em giữ. Gi- thì em giữ luôn đi chứ để anh bỏ mất nữa làm nó cực đó. Đưa cái giấy mới ra đây em giữ luôn. Chứ để bỏ anh làm mất cái nữa nó làm lại cực chứ lắm luôn á. Cũ luôn á tự, tự lên đi làm. Giấy tờ cắt cho kỹ đi chứ thôi bỏ ở nhà ăn trộm vô lấy đó. Làm nhà vụ làm gì không chứ làm nước cho người ta uống không. Thôi khỏi làm đi em không có uống đâu. Rồi hôm ông mần hai con hả? Con rồi con rồi con rồi con rồi mần con coi ăn rồi xong rồi mần con tiếp. Em bỏ tủ lạnh để ngoài nó hư ăn không hết á. Thì không bao giờ có điểm dừng. Cũng như vậy những nghệ nhân văn Bùi Văn Sang vẫn miệt mài cái hành trình sáng tạo, mong mang đến những điều mới lạ từ những gốc hoa đào quen thuộc. Việt Nam cái nước rừng dễ với những con người thiên đường. Ngủ đây. Ngủ mà đeo mắt kiến nữa hả? Ngủ đây. Việt Nam chúng ta tự hào về